Những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã tác động đến một mặt của nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Và một trong những khó khăn lớn của doanh nghiệp đó là thiếu hụt dòng vốn, đặc biệt là vốn lưu động. Vì vậy, rất cần các giải pháp để tháo gỡ. Vâng, và trong thời gian gần đây thì các ngân hàng đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi suất vay và giữ nguyên nhóm nợ đối với lại các khoản vay có dư nợ gốc hoặc là lãi đến kỳ hạn phải trả nợ, giải tỏa bớt lo lắng cho các doanh nghiệp. Những cuộc họp bàn giải pháp diễn ra thường xuyên, nhưng chưa biết bao giờ sản xuất mới có thể bình thường trở lại. Bởi là doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực thép, vật liệu xây dựng, nguyên liệu chính hầu như nhập từ Trung Quốc. Do dịch COVID-19 khiến cho chuỗi cung ứng bị đứt gãy, sản xuất của doanh nghiệp đã giảm gần 20-30%, doanh thu giảm tới vài trăm tỷ. Tuy nhiên, mối lo phần nào được giải tỏa khi có chủ trương giãn nợ từ ngân hàng. Về phía chi nhánh ngân hàng cũng đã rất chủ động, bởi vì họ cũng rất là lo lắng và rất sợ là doanh nghiệp có thể là sẽ không có bị đứt gãy chuỗi cung ứng, khó có khả năng thu hồi cung nợ và trả nợ đúng hạn. Và chúng tôi cũng là một doanh nghiệp có uy tín đối với ngân hàng, và vì vậy cho nên là hai bên chủ động rất nhanh để tìm các cái phương án tháo gỡ và đưa ra các cái chủ trương ngay thì trước khi có nghị định hướng dẫn, và sau đó thì có cái hướng dẫn của ngân hàng nhà nước thì Vietinbank đã chủ động cơ cấu các cái khoản nợ kéo dài trên 5 tháng và giảm lãi suất từ 7.5 xuống 7.0% một năm cho doanh nghiệp của chúng tôi. Những doanh nghiệp khó khăn như vậy không phải là hiếm. Tính đến ngày 19 tháng 6 năm 2020, Vietinbank đã giải ngân cho hơn 12.600 khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, với doanh số giải ngân mới trên 176.618 tỷ đồng. Hạ lãi suất cho vay với khách hàng giảm từ 2 đến 2,5% lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế. Vậy cụ thể thì ngân hàng đang triển khai các gói hỗ trợ như thế nào và những doanh nghiệp nào sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ? Mời quý vị và bà con cùng theo dõi tư vấn từ đại diện ngân hàng. Thì Vietinbank đã triển khai các chính sách ưu đãi như: thứ nhất là đối với các khoản vay ngắn hạn thì khách hàng được xem xét áp dụng mức ưu đãi giảm trừ lãi suất cho vay từ 1,25% đến 3% trên năm so với mức sàn lãi suất cho vay thông thường. Mức lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 5,8% trên năm. 2. Đối với các khoản vay trung dài hạn, khách hàng được xem xét áp dụng mức ưu đãi giảm 0,5% trên năm so với lãi suất cho vay đang áp dụng. Mức lãi suất cho vay trung dài hạn chỉ từ 8,6% trên năm. Thì nhằm khuyến khích việc dịch chuyển kênh, giảm giao dịch bằng tiền mặt, Vietinbank còn triển khai chính sách ưu đãi phí dịch vụ ngân hàng điện tử Vietinbank eFast dành cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Miễn giảm phí thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại tối đa 100% đối với khách hàng doanh nghiệp hoạt động trực tiếp trong các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch hoặc các giao dịch của khách hàng doanh nghiệp đến vùng dịch. Các chính sách trên được áp dụng đối với các khách hàng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 dẫn tới thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh, sụt giảm doanh thu, thu nhập, dòng tiền, cần có sự hỗ trợ của ngân hàng để phục hồi sản xuất kinh doanh.